Hôm nay Emily sẽ hướng dẫn quý vị nộp một cái đơn. Cái đơn này rất là đặc biệt. Có nghĩa là lần trước Emily hướng dẫn quý vị nộp đơn xin housing, thì bây giờ chính phủ section A của liên bang cho mình chỉ có 5 ngày thì người ta đóng đơn lại. Còn bây giờ có những người rất là cần chỗ ở, rất là cần một nơi để trú thân thì không có thể nào nộp đơn xin housing được nữa. Cho nên Emily hướng dẫn quý vị có một cái đơn của thành phố Arlington và cái thành phố Dallas đều cho mình một cái đơn này, gọi là Arlington Care Assistance Application. Có nghĩa là khi mình không có chỗ ở thì họ sẽ cho mình chỗ ở liền ngay lập tức, và có thể quý vị không phải trả tiền hàng tháng hoặc là quý vị trả rất là ít tiền hàng tháng. Nhưng mà cái đơn này chỉ dành cho những người không có nhà ở nhé. Có nghĩa là mình phải homeless, mình không được đứng tên nhà, mình không phải có chỗ ở và mình không có đang trong tình trạng là được cho housing. Một người quý vị phải income là dưới 17.150 đô thì một bác ví dụ nhận tiền từ an sinh xã hội cao nhất 800 đô đi, thì 800 đô của các bác nhân lên cho 12 tháng thì cũng khoảng có 89.000 thôi nhé. Mà cái này dưới 17.150 đô thì chắc chắn là bác đó được qualify. Rồi quý vị thấy là hai người trong gia đình thì phải 19.600, ba người trong gia đình thì phải 22.050 đô. Mà cứ vậy tính tiếp 1, 2, 3, 4, 5, 6 người thì nó tăng cái số tiền lên. Ví dụ chỗ này 6 người trong gia đình thì income là 28.400 đô ha quý vị ha. Rồi cái tiếp theo, cái tiêu chuẩn khi mà mình nộp đơn xong thì mình phải chuẩn bị những giấy tờ kèm theo cái đơn này rồi mình gửi đi cho bên thành phố Arlington. Thì quý vị không cần phải đi vô website của thành phố Arlington để lấy cái đơn này. Emily sẽ upload cái đơn này lên thẳng trong cái kênh YouTube của Emily luôn. Rồi quý vị chỉ việc in ra, quý vị điền cho gia đình, cho người thân, cho bạn bè của mình, rồi quý vị gửi đi bằng mail. Nhớ nhé, quý vị phải gửi đi bằng mail hoặc là quý vị email đến cho họ, thì thành phố Arlington sẽ nhận được cái đơn này và giúp quý vị liền ngay lập tức nhé. Rồi những cái điều kiện ở dưới đây là quý vị bắt buộc phải có ha. Rồi quý vị thấy nè, thứ nhất là identification, có nghĩa là quý vị phải có ID hoặc là có thẻ an sinh xã hội và giấy khai sinh cho tất cả mọi người trong gia đình. Cái này bắt buộc ai cũng có, thì bắt buộc mọi người phải gửi đi kèm theo cái đơn này ha. Rồi employment verification, nếu mà quý vị không có đi làm thì quý vị không gửi, hoặc là quý vị có đi làm nhưng mà lương rất là thấp thì quý vị kèm theo cái lương rất là thấp gửi trong này luôn. Rồi unemployment benefit, có nghĩa là quý vị có bị thất nghiệp hay không. Nếu mà quý vị có lá thư của thất nghiệp thì quý vị phải kèm theo cái lá thư của thất nghiệp gửi chung với cái đơn này luôn nhé. Còn nếu như quý vị không có thì không cần phải kèm theo. Rồi chỗ này là TAF hay là SNAP benefit, có nghĩa là food stamp á quý vị ơi. Nếu như mà quý vị có food stamp, có tờ giấy chứng nhận food stamp, một tháng quý vị có food stamp được mấy chục đồng hay là mấy trăm đồng gì đó. Đó là cái lá thư mà mình phải kèm theo, mình bỏ vô trong này nhé. Rồi tiếp theo, đây là child support, nhưng mà Emily thấy là có rất là nhiều người không cần child support. Nếu mà quý vị không có cái lá thư này cũng không sao, không cần phải kèm vô nhé. Có nghĩa là cái nào mình có thì mình kèm vô, cái nào mình không có thì mình không cần phải kèm vô. Mình không cần phải đầy đủ những cái yêu cầu này thì mình vẫn được cho nhé quý vị. Vẫn được thành phố Arlington cho, người ta chỉ hỏi xem những gì mình có để họ xét rồi họ cho mình thôi nhé. Không cần phải đầy đủ những cái yêu cầu này nhé. Rồi tiếp theo là pension annuity, có nghĩa là quý vị có lãnh lương hưu từ công ty hay không. Quý vị có lãnh lương từ bảo hiểm nhân thọ hay không. Nếu mà ít thì quý vị vẫn được cho cái chương trình nhà ở này. Còn nếu như mà không thì quý vị không cần phải kèm theo cái lá thư nhé. Rồi quý vị có lá thư từ SSI, từ an sinh xã hội, có nghĩa là Social Security Benefit, thì quý vị kèm theo vô cái lá thư mà Emily ví dụ là mỗi năm mọi người, mấy bác lớn tuổi 65 tuổi trở lên, 66 tuổi trở lên nhận cái lá thư là một năm tôi cho bạn bao nhiêu tiền. Đó chính là cái lá thư đó họ cần nhé. Rồi tiếp theo bank account, nếu như mà quý vị có bank account thì quý vị bỏ vô, còn không có bank account thì không sao. Lease, nếu mà quý vị có những cái lease mà giống như là hợp đồng với lại nhà cho thuê
hay là hợp đồng ở với khách sạn, hay là ở hợp đồng ở với nhà cho những cái chủ hộ họ cho mình ở đó. Nếu mà quý vị có hợp đồng thì bỏ vô, không có hợp đồng thôi đó. Rồi eviction notice, ví dụ quý vị có bị vấn đề gì về pháp luật hay không thì cho họ biết luôn, còn không có thì cũng không sao. Utility disconnect notice có nghĩa là bill về điện, bill về nước hoặc là bill về ga, nhưng mà họ sẽ gửi thơ đến là ồ lâu ngày quý vị không có trả tiền, quý vị sẽ bị disconnect, quý vị sẽ bị cắt đi á. Nếu có những cái lá thơ đó thì quý vị hãy đưa cho họ luôn, còn không có thì cũng không sao nhé. Household expense có nghĩa là họ đòi quý vị là copy hai cái electric bill, hai cái water bill và hai cái gas bill nữa. Chắc chắn nhà nào cũng có điện, nhà nào cũng có nước, hoặc một số nhà thì có gas, thì quý vị cứ việc đưa cho họ hai cái bill của điện, hai cái bill của nước nhé. Không có gas cũng không sao, nếu quý vị có bill gas thì đưa cho họ hai cái bill gas luôn cũng tốt. Rồi loss of income, ví dụ người ta ghi ở đây là document from employer showing layoff, ví dụ người employer show rằng là quý vị bị thất nghiệp, hoặc là quý vị bị reduce earning có nghĩa là quý vị bị cắt giờ, giảm giờ xuống nhé. Hoặc là những cái check mà ngày xưa quý vị làm 40 tiếng giờ nhưng mà bây giờ quý vị chỉ làm được có 10 tiếng, 15 tiếng một giờ thôi, thì những cái paycheck stub đó cũng nói lên được rằng là quý vị low income ha. Rồi cái hàng chỗ này là land lord application and agreement. Ví dụ quý vị vô đăng ký với cái landlord application thì mình có sẵn cái chỗ chỗ ở nhưng mà không ai trả tiền cho mình hết, bởi vì mình cũng không có đủ tiền để mà trả nữa, thì quý vị có thể nộp lên cho họ. Còn không có thì mình đi kiếm, mình nói với họ rằng mình kiếm chỗ ở sau, hoặc là nếu mà họ có chỗ ở họ cho mình vô chỗ ở đó cũng được, không sao hết nhé. Nhưng mà quý vị nhìn thấy nè, Emily đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 thứ khác nhau họ yêu cầu, nhưng cái nào quý vị không có thì không sao hết, cái nào có thì đưa cho họ. Có nghĩa là nếu cái nào mình không có mà mình muốn làm meal check ăn thì mình hãy viết một cái lá thư nói rằng ồ tôi chỉ có, ví dụ trong 14 thứ này tôi chỉ có 5 thứ thôi, thì quý vị viết vô là tôi chỉ có 5 thứ đó thôi, còn những thứ khác tôi không có cũng không sao, người ta sẽ thông hiểu cho quý vị nhé. Sau khi mình điền đơn xong thì mình sẽ gửi cái địa chỉ, mình bắt buộc phải gửi bằng mail hoặc là email cho quý vị nha. Quý vị nhìn thấy là mình sẽ phải gửi đến địa chỉ, cái đây là thành phố Arlington thì mình phải gửi đến địa chỉ 501 West Sanford Street, Suite 20, thành phố Arlington, Texas 76011. Bắt đầu mình vô điền đơn nha. Đây, head of household last name. Rồi, ví dụ mình là người Việt Nam, mình muốn check ăn thì trên đầu cái đơn này mình sẽ để là Vietnamese. Nếu như mà quý vị muốn check ăn thì quý vị ghi chữ Vietnamese interpreter, có nghĩa là tôi cần Việt Nam thông dịch nếu như bạn gọi tôi. Rồi, if effectively provide address thì cái này em ơi không có, chắc chắn là quý vị cũng không có, thì quý vị ghi chữ nần vô đây. Mình là công dân Mỹ thì mình đánh vô đây, mình không phải là công dân Mỹ thì mình đánh vô đây, là mình có thẻ xanh á. Còn ô này không bao giờ được đánh vô nhá, nhớ đây là công dân Mỹ thì đánh vô đây, còn nếu như bạn có thẻ xanh thì bạn đánh vô đây. Rồi, ngôn ngữ mình nói là ngôn ngữ nào, ví dụ tôi nói tiếng Việt Nam, Emily ghi thẳng Việt Nam họ sẽ hiểu, hoặc là Vietnamese nhưng mà mình cứ ghi thẳng chữ Việt Nam chắc chắn họ sẽ hiểu nhé. Tình trạng kết hôn của mình như thế nào, mình là người kết hôn hay là không kết hôn, lý do tại sao không kết hôn, mình là ly dị hay là mình có người phối ngẫu mất qua đời, hoặc là mình là độc thân, hoặc là quý vị ô ngay chỗ này là kết hôn nhưng mà sống riêng, tình trạng của mình như thế nào thì mình đánh vô. Ví dụ mình kết hôn, mình đánh vô mình kết hôn. Thì những cái này mình không có, mình chỉ là người châu Á, mình đánh vô đây. Đi kiếm chỗ nào châu Á thấy chữ Asian là đánh vô ha.
Đó, thì đánh vô đây mình là người châu Á. Rồi, mình là gì? Chỗ này họ muốn hỏi mình có phải là người Mẹ Tây Cơ hay không phải. Thì mình để là nên. Mình đánh dấu vô đây. Mình không phải là Mẹ Tây Cơ. Mình có đang là làm việc hay không? Thì để no. Chắc chắn Emily khuyên quý vị để chữ no ngay đây. Mấy bác lớn tuổi 65 tuổi hay 66 tuổi không đi làm nữa, chỉ nhận tiền retire thôi, để chữ no ngay đây nhé. Rồi khi mà mình để chữ no rồi thì mình sẽ để chữ nên ở đây. Người ta hỏi là ồ, tôi muốn biết tên của người đi, của người chủ của bạn, địa chỉ và số phone của họ. Bởi vì mình không đi làm, mình không có, cho nên Emily để chữ nên. Mình có phải là cựu chiến binh hay không? Mình có phục vụ cho quân đội của Mỹ không nhé? Quý vị đừng nhầm lẫn là có những bác 65 tuổi, 66 tuổi. Emily hiểu rằng là ngày xưa mình là lính Cộng Hòa trong chiến tranh Việt Nam. Nhưng nếu quý vị có đăng ký khi mà quý vị qua Mỹ, quý vị có đăng ký và Terran, quý vị nhớ nhé, quý vị có đăng ký là cựu chiến binh thì quý vị mới đánh yes vô đây. Còn nếu như mà quý vị không có đăng ký, không được cấp tờ giấy nào hết thì quý vị bắt buộc phải để no nhé quý vị. Nhưng Emily recommend nếu quý vị là veteran, quý vị nên đánh dấu vô, bởi vì người ta sẽ ưu tiên cho mình. Chắc chắn mình sẽ có quyền lợi bởi vì mình đã có công với đất nước. Mình là người hy sinh mạng sống của mình, hy sinh cái thân thể của mình để bảo vệ cho một quốc gia. Cho nên cái chỗ này Emily recommend nếu như mà ai có nên đánh vô chữ yes ngay chỗ này. Chỗ này rất là quan trọng để quyết định là quý vị có cái benefit liền ngay lập tức ha quý vị ha. Rồi, trang tiếp theo ha quý vị ha. Trang tiếp theo họ hỏi family information. Ví dụ quý vị nộp đơn cho một mình bố, một mình mẹ thì chỉ nên để một mình tên bố thôi, hoặc là để một tên mẹ thôi. Không nên để nhiều tên. Ví dụ ồ, mẹ tôi ở chung với tôi gồm anh chị em rồi gia đình rồi con cái, vợ chồng. Không nên để tên tất cả mọi người vô, người nào nộp đơn để tên người đó thôi. Đó là kinh nghiệm của Emily. Ví dụ quý vị để nãy Emily để là Bông Nguyễn thì tên tôi là Bông Nguyễn thôi. Không để thêm ai vô hết á. Bởi vì tôi là homeless mà, tôi đâu có ở trong nhà chung với ai nữa đâu. Rồi quý vị để, ví dụ đây là phụ nữ, Emily để female. Nam giới, Emily để male. Ngày tháng năm sinh, Emily lấy đại. Một bác trên 65 tuổi. Bác này đã 68. Số an sinh xã hội của bác. Đó, quý vị nhìn thấy. Rồi, đây là self. Có nghĩa tôi, chính tôi. Chính tôi là người nộp đơn. Quý vị nhớ nhé, chữ self. Chính tôi là người nộp đơn. Bạn có bị khuyết tật hay không? Nếu như mình là người khuyết tật thì mình say yes vô, thì họ sẽ ưu tiên cho quý vị nữa. Quý vị thấy nãy trang đầu tiên, quý vị là veteran, họ đã ưu tiên cho quý vị rồi. Nếu như quý vị đánh vô physical disability mà quý vị say yes thì họ chắc chắn sẽ ưu tiên cho quý vị và kiếm nhà cho quý vị liền ngay lập tức nha. Nếu mình có thì mình say yes, nếu mình không có thì mình say no. Ha quý vị ha. Đó, ví dụ một cô này xin thôi, để tên một mình cô thôi, đừng để tên nhiều người khác vô, như vậy sẽ rắc rối. Còn nếu như mà mình xin hai vợ chồng ba người con thì mình để tên hai vợ chồng ba người con vô. Nếu mình xin hai vợ chồng có nghĩa là xin cho bố mẹ thì để tên vợ và tên chồng vào rồi trả lời, chứ không có cần phải để rất là nhiều người không liên quan tới vô nha, không nên nha. Rồi, income. Ngay chỗ này Emily lấy ví dụ một bác trên 65 tuổi, bác này đã retire thì tất nhiên là head of household income chỗ này không có. Emily để không. Spouse cũng không. Số an sinh, tiền an sinh xã hội, SSI, có nghĩa là tiền từ an sinh xã hội. Ví dụ bác có 792 đô. Emily để 792 đô. Còn mấy cái khác không? Không có. Ngoài ra không có tiền gì hết. Không có tiền gì hết, Emily để không không. Để thẳng vô là không không. Người độc thân thì quý vị cũng không cần phải để nhé. Không cần phải để phía bên spouse mà chỉ cần để không không thôi. Đây là ký hiệu không 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 đồng đó. Nếu quý vị để trống người ta không chịu, bắt buộc quý vị phải điền theo ký hiệu trên giấy tờ nhé. Không 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 không. Rồi, other household member, bởi vì bác là độc thân không có gì hết, Emily gạch thẳng xuống luôn, không có gì hết, Emily gạch thẳng xuống luôn. Chỉ có chỗ này.
Có chỗ này không? Không, chỗ này 792 đồng vậy thôi à. Còn ngoài ra không hết. Càng nhiều không thì càng tốt nhé quý vị nhé. Chỗ này càng nhiều không, lúc nào trên đơn của chính phủ Emily cũng nghĩ là nên càng nhiều không thì càng tốt. À, không có, không biết, không thấy, hoặc là không không có tiền thì quý vị sẽ được nhận benefit của chính phủ nhiều hơn. Rồi, Emily qua trang tiếp theo. Trang tiếp theo họ hỏi rằng access information, có nghĩa là họ muốn hỏi rằng tiền tài sản của quý vị như thế nào. Quý vị trong nhà bank account, ví dụ checking account, saving, bảo hiểm nhân thọ hay là quỹ tiết kiệm gì đó mà quý vị có thì quý vị điền vô. Nhưng Emily yêu cầu là không, chỗ này tôi không có gì hết. Emily để chữ nên. Đó. Chỗ đó là thì mình để không không không. Còn chỗ này mình để nên. Có nghĩa là mình không có gì hết ngoài cái tiền an sinh xã hội của mình ra. Ngoài cái tiền an sinh xã hội của mình ra, mình không có thêm tổng tài sản gì hết á. Có nhà bank account. Bank account ví dụ quý vị có checking thì quý vị vô ghi vô checking, nhưng mà Emily không để một cái gì hết. Chỗ này Emily không để một cái gì hết. Emily để nên hoặc là không đồng, nên và không đồng nhớ nha quý vị. Lúc nào chỗ này tổng tài sản của bạn có cái gì, Emily để nên không đồng. Rồi, did you lose employment bởi vì COVID-19 không? Yes, câu trả lời chỗ này rất là quan trọng. Yes. Tôi bị thất nghiệp, tôi không có việc làm, tôi không có nhà ở. Cho nên bởi vì coronavirus cho nên tôi bị mất mất hết. Thì mình phải say yes vô trong này để họ trợ giúp cho mình. Rồi khi mà người ta hỏi when did you lost income or lower income happen, ví dụ mình bị lay off ngày mùng 1 tháng 1 năm 2000, Emily lộn, ngày mùng 1, ví dụ tháng 8 đi. Tháng 8 đi, tháng 8 ngày mùng 1 năm 2020 đi, là quý vị bị mất job hay quý vị không có job. Thì không mất job có nghĩa là bác không mất job thì sẽ để chữ nên trong này nhé. Còn nếu như quý vị có job mà bị mất thì quý vị để theo cái thời gian nào mình mất. Nhưng mà bởi vì đây là bác 65 tuổi không có làm nữa thì Emily sẽ để nên, và Emily gạch cái này đi. Đó. Are you or is someone in your household at a higher risk for COVID-19 because of age over 65, medical condition? Có nghĩa là họ hỏi rằng chính bạn hoặc là bất kỳ ai trong nhà của bạn có cái mối nguy hiểm là bị coronavirus không? Bởi vì bạn trên 65 tuổi hoặc là lý do về bệnh hoạn giống như là về phổi hay là về bệnh thở hay là về tim đó, vân vân và vân vân ha quý vị ha. Nếu quý vị có, đây là bác trên 65 tuổi cho nên Emily sẽ để chữ yes ở đây. Quý vị cứ để chữ yes. Ví dụ quý vị là trẻ tuổi, quý vị cứ để chữ yes. Đây là những cái quan trọng mà mình phải để chắc chắn. Quý vị nên để chữ yes trong này. Rồi. Have anyone in your household received notice that they will start receiving income? Có bất kỳ ai trong nhà của quý vị nhận bắt đầu nhận tiền hay không? Có job, lý do là job mới hay là từ unemployment benefit, nhưng mà đây là bác 65 tuổi, bác chỉ nhận mỗi tiền từ an sinh xã hội thôi. Emily sẽ để chữ no. Are you receiving SNAP benefit? Emily thấy là những bác 65 tuổi, người Việt Nam của chúng ta thì thường hay có food stamp. Thì say yes. Say yes ở đây để chứng minh rằng là mình là low income nhé quý vị. Cái câu chỗ này cũng là quan trọng luôn. Nếu như quý vị có food stamp, quý vị nên say yes liền. Bởi vì khi quý vị say yes, họ biết rằng chính người đó là low income thì họ sẽ quyết định cho mình luôn. Không cần phải suy nghĩ nữa nhé. Không cần họ suy nghĩ hay đắn đo gì nữa. Rồi, nếu mà yes thì bao nhiêu? Ví dụ mình được 70 đồng một tháng thì mình ghi vô đây mình được 70 đồng một tháng. If you're without a home, where have you slept in the past week? Họ hỏi rằng ồ, mình không có nhà ở, mình ngủ đâu? Ví dụ mình ngủ trên đường hay là mình ngủ ở nhà ai đó
thì mình trả lời vô tôi ngủ trên đường, tôi ngủ nhà ai đó, hay là tôi ngủ đại ở chỗ góc nào đó. Hoặc là quý vị không ghi cũng không sao, quý vị về, nhưng mà không được ghi chữ nên ngay chỗ này, để trống thôi cũng không sao. Đó. For renter, provide the contact information of your landlord. Rồi với tình quý vị bị đuổi ra khỏi nhà hoặc là không có chỗ ở, nhưng mà vô cái nhà chủ nhà cho ở tạm thời, thì quý vị nếu quý vị ở tạm thời quý vị ghi vô đây, nhưng mà ví dụ một bác đó đang sống chung với con, quý vị có muốn nên ghi vô đây thì quý vị ghi vô, nhưng mà Emily chỗ này Emily để trống, những cái chỗ này Emily để trống hết. Do you need assistance with utility? Chỗ này Emily say yes. Lúc nào cũng say yes hết, bởi vì tôi low income mà, tôi đâu có khả năng trả tiền điện, tiền nước, thậm chí tiền nhà tôi trả không nổi nữa. Tiền điện, tiền nước tôi cũng cần giúp đỡ, thì Emily say yes ha. In Texas, quý vị bắt buộc phải bấm chỗ này, bởi vì tôi ở trong Arlington. Tôi không có đi qua thành phố nào khác hết á. Rồi, cái câu thứ hai này là tôi nhận được cái lá thư từ tòa án hoặc là từ cái người chủ nhà của tôi yêu cầu tôi đi ra. Đó, bởi vì mình không có tiền trả cho nên họ yêu cầu mình đi ra. Thì quý vị bấm vô đây. Rồi, cái hàng số 3 này. Cái hàng thứ 3 này, nếu mà quý vị có cái hàng thứ 3 này, ý nghĩa của nó là tôi không có cái nguồn gốc nào, hoặc là support network to prevent homeless. Cái câu này thì Emily thấy khó hiểu quá, nhưng mà mình không nên đánh vào. I am not homeless now but have years experience homeless. Cái này quý vị cũng không nên bấm vào. Cái câu cuối này nè, người ta hỏi rằng tôi không phải là bị mất nhà bây giờ, nhưng mà trước đây tôi là bị mất nhà ở, mất chỗ ở. Quý vị muốn đánh vô câu này cũng được, nhưng mà thường là cái câu đầu tiên Emily đánh sẽ tốt hơn ha quý vị. Do tại sao nói là I couldn't afford rent and utility. Hoặc là tôi không thể trả, couldn't pay rent và utility. Câu này Emily thấy được hơn. Tôi không thể trả tiền rent và điện nước. Nhớ nhé, quý vị ghi chỗ này nếu như bác 65 tuổi, 66 tuổi trở lên nha quý vị. Chỗ này quý vị có thể trả lời yes, có nghĩa là ôi giờ tôi đang là khó khăn, giúp đỡ tôi, nhưng mà khi tôi kiếm được việc làm rồi thì tôi không có cần sự giúp đỡ của bạn nữa. Chỗ này say yes. À, thì như vậy mình họ sẽ hiểu rằng là ồ, khi mà tôi có việc làm rồi tôi sẽ thông báo rằng là tôi không cần sự trợ giúp của bạn nữa, tôi có thể tự trả tiền rent, tôi có thể tự trả tiền điện, tiền nước vẫn được ha quý vị ha. Rồi list ra tất cả những gì mình tiêu xài trong tháng, ví dụ mình trả tiền đồ ăn, mình trả tiền rent, mình trả tiền điện nước, utilities, personal stuff. À, quý vị thấy đó, personal stuff hay là thức uống, drink, vân vân và vân vân. Thì Emily để 3 chấm, nhiều thứ lắm. Mình không liệt kê ra hết đâu, mình để nhiều chấm họ cũng hiểu. Rồi sau khi xong thì quý vị ký tên ở đây. Quý vị ký tên ngay chỗ này, quý vị ghi tên của mình. Tên viết chữ hoa nhé. Rồi quý vị ký tên ở đây và quý vị ngày ở đây nhé. Quý vị nhé. Cái này là trang tiếp theo, để Emily coi còn mấy trang nữa. Còn tới 3 trang nữa nha. Trang tiếp theo. Please check the box that describes your correct. Bông Nguyễn. Bởi vì cô Bông Nguyễn là 65 tuổi, không có nhà ở, bị đuổi ra thôi, thì Emily sẽ đánh vô là số 1 nha. Rồi cô Bông Nguyễn phải ký tên vô đây và ngày trong này ha quý vị ha. Rồi tôi tên gì? Bông Nguyễn.
Trang tiếp theo nha quý vị nha. Trang tiếp theo. Rồi, ghi thẳng xuống dưới đây. Tên của mình. Mình là độc thân, một mình cô Bông Nguyễn thôi. Thì ghi vô, sau đó ký tên vào ngày nha quý vị nhé. Trang tiếp theo ha. Trang tiếp theo chỉ cần ghi tên, ký tên và ngày vô thôi. Đây là những luật lệ của họ, nhưng mà Emily không có giải thích nữa. Emily có giải thích thì bắt buộc quý vị cũng phải ghi tên, ký tên và ngày tháng năm ha quý vị ha. Rồi, nhớ ký tên vô. Cô Bông Nguyễn, ký tên và sau đó để thành ngày tháng năm ha quý vị ha. Sau đó để trống và bắt đầu mình nộp đơn. Một lần nữa quý vị nhớ, sau khi xong đơn quý vị nhớ kèm theo những cái yêu cầu của họ trên cái trang mà Emily đã giải thích. Đầu tiên, cùng với cái đơn này, tất cả những cái gì nếu như quý vị có trên cái trang này cùng với cái đơn của mình đã ký tên ngày tháng năm xong, quý vị kèm theo nộp cho bên housing của Arlington. Nơi này họ sẽ cấp cho mình nơi ở tạm thời chứ không cho mình ở mãi mãi nhá. Và mình nộp đơn vô địa chỉ này, hoặc là mình phát tới số phát này, hoặc là mình email vô cái địa chỉ email này nha quý vị nhé.